sân vận động quốc gia của các đội tuyển tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bảng A. Sân vận động quốc tế Khalifa, mở cửa năm 1976, sức chứa 45.416 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar. Sân vận động Jawaharlal Nehru, Delhi, mở cửa năm 1983, sức chứa 60.254 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Ấn Độ. Sân vận động quốc tế Jabbar Anamat, mở cửa năm 2010, sức chứa 60.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Kuwait. Sân vận động Gazi, mở cửa năm 1923, sức chứa 25.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Afghanistan. Bảng B. Sân vận động quốc gia Nhật Bản, mở cửa năm 2019, sức chứa 68.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản. Sân vận động quốc tế Aleppo, mở cửa năm 2007, sức chứa 53.200 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Zungrado, mở cửa năm 1989, sức chứa 114.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sân vận động Thu Unna, mở cửa năm 1985, sức chứa 32.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Myanmar. Bảng C. Sân vận động Olympic Seoul, mở cửa năm 1984, sức chứa 69.950 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, mở cửa năm 2008, sức chứa 80.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Sân vận động quốc gia Rajamangala, mở cửa năm 1998, sức chứa 51.522 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Sân vận động quốc gia Singapore, mở cửa năm 2014, sức chứa 55.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore. Bảng D. Sân vận động khu liên hợp thể thao Sultan Kabu, mở cửa năm 1985, sức chứa 34.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Oman. Sân vận động Dolen Omusakop, mở cửa năm 1941, sức chứa 23.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Kyrgyzstan. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, mở cửa năm 1998, sức chứa 87.411 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Sân vận động quốc gia Cao Hùng, mở cửa năm 2009, sức chứa 55.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Đài Bắc Trung Hoa. Bảng E. Sân vận động Azadi, mở cửa năm 1971, sức chứa 78.116 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Sân vận động Mili, mở cửa năm 2012, sức chứa 34.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Uzbekistan.
sân vận động Olympic Sapamirut Turkmenbashi, mở cửa năm 2003, sức chứa 45.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Turkmenistan. Sân vận động Hồng Kông, mở cửa năm 1953, sức chứa 40.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá Hồng Kông Trung Quốc. Bảng F. Sân vận động quốc tế Basra, mở cửa năm 2013, sức chứa 65.227 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iraq. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mở cửa năm 2003, sức chứa 40.192 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sân vận động Rizal Memorial, mở cửa năm 1934, sức chứa 12.873 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines. Sân vận động Gelora Bung Karno, mở cửa năm 1962, sức chứa 77.193 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia. Bảng G. Sân vận động quốc tế Kinh Pha, mở cửa năm 1987, sức chứa 68.752 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Ả Rập Xê Út. Sân vận động quốc tế Amman, mở cửa năm 1968, sức chứa 17.619 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Jordan. Sân vận động Pamir, mở cửa năm 1946, sức chứa 20.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Tajikistan. Sân vận động China Sport, mở cửa những năm 1980, sức chứa 48.820 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Pakistan. Bảng H. Sân vận động thành phố thể thao Jay, mở cửa năm 1980, sức chứa 43.206 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sân vận động quốc gia Bahrain, mở cửa năm 1982, sức chứa 24.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Bahrain. Sân vận động thành phố thể thao Antora, mở cửa năm 1986, sức chứa 30.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Yemen. Sân vận động Dasarath Rangasala, mở cửa năm 1958, sức chứa 15.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Nepal. Bảng Y. Sân vận động Australia, mở cửa năm 1999, sức chứa 82.500 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Australia. Sân vận động quốc tế Faisal Al Husseini, mở cửa năm 2008, sức chứa 12.500 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Palestine. Sân vận động thành phố thể thao Camille Chamau, mở cửa năm 1997, sức chứa 49.500 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Liban. Sân vận động quốc gia Bangabandhu, mở cửa năm 1954, sức chứa 36.000 khán giả. Đội tuyển bóng đá quốc gia Bangladesh.